trồng ở Bắc Cạn quê tôi từ rất nhiều năm. Tuy nhiên gần đây người dân đã đưa công nghệ organic vào trồng trọt. Hôm nay tôi đến với xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn để thăm một mô hình trồng nghệ theo phương pháp này. Thổ nhưỡng như thế biết làm nào? Chú ơi, cái nghệ này mình trồng là giống nghệ gì đấy ạ? Trong cái nghệ của địa phương nó có mấy loại giống. Một là giống nghệ lai, hai giống nghệ tẻ, ba giống nghệ nếp. Cái nghệ mà chú đang cấy đây là giống nghệ nếp. Nghệ nếp thì cái hàm lượng, chất lượng của nó thì lại cao hơn những cái nghệ lai và nghệ tẻ. Cái giống nghệ này thì chúng tôi là trồng theo cái hướng hữu cơ, củ vừa đẹp mà chất lượng của nó lại tăng cao. Trồng theo cái phương thức hữu cơ này, đầu tiên là bảo vệ cho mình đấy. Đi làm đồng như này thì mình không sợ ảnh hưởng đến cái chất độc hóa học hay là thuốc bảo vệ thực vật. Như chúng cháu là những người tiêu dùng mà được sử dụng những sản phẩm như này thì rất là yên tâm đúng không chú? Như nghệ này là chú bắt đầu thu cháu ạ. Chú ơi, thế là mình cứ đào lên thôi phải không ạ? Ừ, đào lên rũ đất. Ôi, cái gốc này toàn đá thôi, cuốc khó quá chú ạ. Ừ, thế rồi, và các cháu chưa quen. Được rồi. Ừ, đấy. Chú ơi, nghệ sai củ như thế này thì kinh tế của bà con mình chắc là cũng khá lắm chú nhỉ? Nghệ mà phát triển được như này, theo cái phương thức của hữu cơ, bà con cũng phấn khởi lắm. Đây, cái nghệ nếp của chú này là nó đỏ. Đây này, nghệ tẻ chỉ màu vàng như ngoài này thôi. Chứ còn nghệ nếp thì nó ở trong nó là nó đỏ au như này cơ. Chú ơi, thế cái nghệ này sau khi mình thu hoạch như này thì mình tiêu thụ ở đâu ạ? Từ khi mà công ty nông sản của Bắc Cạn đến liên hệ, thế chúng tôi nó ổn định phát triển cây nghệ này. Với sản lượng cao như thế này mà lại được bao tiêu đầu ra thì nông dân trồng cây nghệ này chả giàu lắm à chú nhỉ? Cái này trước khi đưa về xưởng tôi có một bộ phận để tuyển chọn và lọc riêng những củ nào đạt tiêu chuẩn thì mới đưa vào sơ chế, rửa sạch, sơ chế sạch rồi thì chúng tôi sẽ vào kia vào hệ thống để nghiền, tách bã và lọc những cái chất gây hại, sau đó chúng tôi để lắng. Trong quá trình sấy như này thì mình phải có cái kỹ thuật như thế nào để đảm bảo giữ được cái lượng cucumin nhiều nhất ạ? Nghệ này quan trọng nhất là cái trong củ nghệ quan trọng nhất là có hàm lượng cucumin. Và để giữ được hàm lượng cucumin thì sấy nó phải đúng cái nhiệt độ. Đúng nhiệt độ thì nó mới không mất. Nếu mà sấy lâu quá hay là sấy nhanh quá là cái hàm lượng cucumin trong nghệ nó sẽ tự nó bay mất. Thì em đã được tham gia một buổi trải nghiệm từ tham quan cái vùng nguyên liệu đến các khâu sơ chế và chế biến đóng gói sản phẩm. Thì rất là cảm ơn anh chị cũng như là công ty đã cho em được một buổi trải nghiệm thú vị như thế này. Sau hôm nay thì anh chị bán cho em vài lọ để em mang về dùng và biếu người thân bạn bè nhé. Tinh bột nghệ được phân bố chủ yếu tại huyện Ba Bể, huyện Chợ Đồn với diện tích khoảng 100 ha, đạt sản lượng 2.500 tấn một năm và được tiêu thụ tại các tỉnh miền Bắc.